nữ. Quá dữ. Mời bạn nam. Bây giờ mình hãy giới thiệu về bản thân đi, mời em gái giới thiệu trước. Dạ em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng bạn nam bên kia, cùng với toàn thể quý vị khán giả hôm nay. Dạ em tên là Lê Thị Phương Trang, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại quê hương Chợ Gạo, Tiền Giang. Nhưng hiện tại thì em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về cái công việc của mình á, thì ngày trước kia thì em học chuyên ngành sư phạm mầm non. Và em đã đi dạy mầm non 3 năm. Nhưng hiện tại thì em đang là một chuyên viên tư vấn bất động sản. Trời ơi, làm quá, quá hay. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Quốc Hân. Dạ, em đang làm trong y dược. Hiện nay em 27 tuổi. Em làm trong bộ phận bán hàng, tư vấn thuốc. Ở quận mấy? Dạ, em làm ở Bình Phước. Nhà em ở Đắk Lắk anh. Nếu mà được hẹn hò thì bao lâu mình sẽ xuống thăm bạn gái một lần? Thứ hai, thứ sáu là em đi làm. Còn em sẽ sắp xếp cuối tuần là em sẽ xuống thăm bạn gái. Rồi, thôi vậy cũng được. Em ha, trong tuần mình nhắn tin, mình hỏi thăm, mình gọi điện nhau được rồi. Cuối tuần mình gặp đi chơi, gặp hoài chán lắm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì em tự nhận thấy là mình là một người tự lập. Em không thích dựa dẫm vào gia đình, dễ làm quen, dễ nói chuyện, nhưng mà rất là khó thân. Biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ cùng người khác. Em biết vẽ, biết viết thư pháp, cũng biết chăm sóc trẻ con. Còn khuyết điểm của em là em một người khá là nóng tính, hay quên. Thư pháp mà lại nóng tính. Nóng tính nên mới tập viết thư pháp để mà kìm lại bớt. Nhưng một cái nữa em là người hay quên. Ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm cũng bộn. Rồi bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là em vui vẻ, hòa đồng mọi người. Trong đội của em thì em hay gây tiếng cười với anh em. Em thì yêu trẻ con. Đi chơi với trong đội mấy chị thích kêu em đi lắm. Tại vì bảo kêu em đi để giữ con chị. Khuyết điểm của em là em hơi hậu đậu. Giờ hơi cao su một tí. Trời ơi. Dạ. Việc làm tỉ mỉ là em không làm được. Em như kiểu là khéo tay, như kiểu viết chữ đẹp hay là cắm hoa cái gì là em không có khéo tay trong chuyện đó. Vậy là quá tốt rồi anh ơi. Thôi cái đó để phụ nữ được rồi. Đúng rồi. Không cắm hoa đồng chí. Rồi tình trường sao? Dạ thì em cũng trải qua ba mối tình rồi. Mối tình gần nhất ở đây thì mình chia tay gần một tháng. Rồi mới có một tháng thì kiếm người yêu rồi. Ủa mà chia tay hẳn chưa? Dạ chia tay rồi. Chắc chắn nha. Dạ. Em phải chịu trách nhiệm của mình nha. Dạ. Lo lắng quá hả em? Bây giờ tới tình trường của mình. Em trải qua hai mối tình. Một mối tình là thời cấp 3, em với bạn đó hiện tại vẫn là bạn thân. Rồi sau đó thì em có quen một người nữa. Em với anh đó lúc đầu quen thì khá là hợp nhau. Dần dần thì em thấy giữa em và anh có một cái điểm nó không có phù hợp với nhau. Rồi chia tay. Nhưng mà sau khi chia tay thì em mới phát hiện ra là anh đã có gia đình. Ồ, chia tay mới biết có gia đình. Dạ, em với anh nếu mà nói về biết nhau á, tầm khoảng 3 năm. Quen nhau khoảng 1 năm rưỡi. Quen 1 năm rưỡi mà không biết người ta có gia đình. Nên vì vậy sau cái mối tình đó thì em giống như là bị một cú sốc vậy đó chị. Và em cảm thấy là em mất niềm tin vào đàn ông rất là nhiều. Thôi thôi vậy thì phải nghiên cứu cái anh này kỹ lại chút xíu mới được. Em nói là em mới chia tay bạn gái một tháng. Em đăng ký bạn muốn hẹn hò bao lâu rồi? Em đăng ký là lúc trước đó, lúc năm 27 chị. À, có nghĩa là lúc vẫn đang một mình đăng ký thì đăng ký. Dạ. Và trong cái quá trình mà chờ bạn muốn hẹn hò kêu là có quen cô đó. Dạ. Rồi giờ mới chia tay một tháng. Ý em là như vậy. Tức là em biết chương trình báo em rồi em mới chia tay, hay là em chia tay trước khi chương trình báo? Dạ chia tay là trước khi đó rồi anh. Nếu giả tỷ đang còn quen ở chương trình báo thì lúc đó có đi không? Không, cái đó chắc chắn mình sẽ không đi chứ. Coi như tạm tin bạn nha. Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm kiếm một người bạn gái như thế nào? Vợ là cũng là công có công dung ngôn hạnh. Bên này có đủ. Yêu trẻ con với lại biết chăm lo gia đình. Rồi. Ngoại hình dễ nhìn là được rồi. Rồi, được. Em có yêu cầu gì nữa không? Chị hỏi luôn. Xét về mặt ngoại hình á thì em mong muốn là bạn cao 1m65 trở lên. Mét mấy? Dạ, em 63 vậy. 63, thôi bớt bớt 2 phân đi được. Rồi, thôi nói chung là đầy 2 phân rồi chị ơi. Du di. Dạ. Bạn đó không ốm. Nói chung là tròn tròn người hoặc là được thôi, chứ không em không thích mẫu người ốm. Bên này vừa người. Dạ, rồi một cái nữa là bạn đó không trắng quá. Em không thích mấy người thư sinh lắm. Đi ngoài thị trường nhiều lắm chị ơi. Cũng được. Cái đó là về mặt ngoại hình thôi. Rồi. Em quan trọng là em quan trọng cái chất bên trong con người đó. Một người mà em muốn quen lâu dài thì em muốn người đó thứ nhất tự lập, sống có trách nhiệm và không dựa dẫm vào gia đình. Ngoài ra thì người đó phải biết yêu thương, quan tâm đến người khác. Cái này thì phải do sự cảm nhận. Dạ. Một chút xíu nữa em phải tự đo lường cái cảm xúc đó. Dạ. Còn về ngoại thứ, ngoại hình thì chị thấy là tạm ổn rồi đó. Dạ. Giờ để nhà trai đánh giá bên nhà gái mình đi. Với một cái điều quan trọng nữa là em cần tìm một cái người, tại em đạo công giáo á chị.
Rồi. Nếu đạo không phải dạ, đạo Công giáo thì phải theo đạo. Bên đây có đạo rồi. Rồi thôi khỏi nói. Yên tâm. Trước khi tụi anh cũng đã sàng lọc đúng như cái thư, cái đơn đăng ký tham gia, đừng có lo. Dạ. À, nãy giờ nghe anh này nói như thế em có suy nghĩ điều gì không? Em cảm thấy hoang mang. Em nghĩ là nếu mà các bạn đã chia tay một tháng thì em chắc chắn là không bao giờ quên được đâu. Có thể tình yêu bạn này chưa sâu đậm lắm, cũng mới quen đúng không? Dạ. À, 2 tháng. Mới có quen có mấy tháng à. Chưa gọi là yêu đúng không? Mình chưa tới phải là người yêu đâu, mình chỉ quan tâm hơn nhau cuộc sống rồi. Bạn này nói chưa có rõ, thành ra tưởng đâu một mối tình rồi quen nhau mới chia tay 1 tháng đi tìm người yêu. Có thể không được, còn này là chưa quen, chỉ mới rung động nhẹ nhàng thôi. Ha, một người đàn ông cần làm điều gì để có thể giữ được người yêu của mình theo em? Nói với em nha, thì thứ nhất là người đó phải biết trân trọng, quan tâm và chia sẻ. Lúc nào cũng phải dựng lửa cho nhau hết. Khi người đàn ông nóng thì người phụ nữ làm gì? Phải nhu lại. Nhưng mà khi mà thực tế diễn ra thì mình mới biết được. Đúng, nói thật lòng. Chứ không phải nói vậy là lúc đó mình phải nhu đâu. Khi người phụ nữ nóng thì người đàn ông làm gì? Lúc đó em sẽ không nói gì. Lặng lẽ thôi, mình vẫn làm công việc của mình, hoàn thành tốt là một người chồng. Hy vọng là như vậy nha. Đúng rồi, hy vọng là anh Hưng nói được thì sẽ làm được. Nhưng mà lúc đó phụ nữ bực mình lắm. Nói mà ông này không lo làm gì là ổng không à. Ông chơi game chẳng hạn không? Cái gì vậy tôi đang nói là chơi game hoài vậy? Chứ qua làm chuyện khác. Càng nói càng làm càng ức lên nữa. Thường xuyên xảy ra. Khó ha. Lắm cái đó khó. Rồi. Lắm. Tóm lại bây giờ nói qua nói lại chúng ta cảm nhận về cái tính cách của nhau thôi. Còn bây giờ mình sẽ xem ý kiến người thân thế nào rồi mình cho gặp mặt luôn. Bạn gái hôm nay đi với ai? À, dạ em đi với sếp cùng với hơn 20 đồng nghiệp. À, xin được phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn Hưng. Em rất là quý Phương Trang nên hôm nay em mới có mặt ở đây. Vì em là giám đốc điều hành của bạn đó. Đối với Hưng thì cái điều quan trọng nhất chị cảm nhận ở Hưng đó là sự chân thành đó Trang. Mặc dù bạn đó mới chia tay người yêu cách đây 1 tháng, nhưng mà bạn đó đã mạnh dạn nói ra được điều đó. Đó là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng ở đây là sự trung thực, chân thành. Chị đánh giá cao điều đó. Cái vấn đề thứ hai gặp phải ở đây là đối với Hưng là Hưng ở hơi xa, cũng hơi trở ngại cho em và Hưng. Cho chị hỏi Hưng một câu. Chị giả định như trong quá trình quen biết Trang và em rất thích Trang, chị khẳng định nếu em quen em sẽ rất thích Trang. Dạ. Thì em có dọn xuống thành phố Hồ Chí Minh em ở không? Dạ, em sẽ dọn xuống dưới thành phố mình. Rồi em làm gì ở đây? Dạ, cũng là một cái suy nghĩ lớn đó chị. Phải có xác định là em sẽ có công việc ở đây thì em sẽ chuyển xuống dưới đây. Nếu mà bởi độ tuổi của em đang như thế này thì mình không bị thất nghiệp. Đúng rồi, rất dễ xin việc. Thì cũng đôi lời chia sẻ với Trang thì xét về tổng thể là ngoại hình là hài hòa. Xét về tính cách thì chân thành. Xét về công việc thì cũng tạm ổn định. Chị nghĩ điều này mình chốt được Trang. Rồi. Đi với ai? Dạ, em đi với lại 2 bạn của em. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em là Trung, bạn thân gần 9 năm. Và cơ bản thì ngày xưa Hưng giúp đám cưới em rất nhiều. Thì bây giờ em cũng muốn để đền đáp lại cái ơn đó. Mình thấy Trang ok mà về cách nói chuyện để làm việc với nhau, hợp với nhau được. Hưng thì dễ thôi. Hưng rất nhiệt tình, không có dối trá. Tại vì mà mình với bạn cũng có đạo. Nếu mà Hưng ở Bình Phước thì không được thì vô Sài Gòn. Sài Gòn thì vẫn có mình bên cạnh Hưng. Công việc thì em vẫn hay lôi kéo Hưng về để làm cùng với em để phát triển. Em cũng là một công ty nhỏ. Rồi, quá tốt. Rồi, chúng ta kéo hàng rào. Đến với chương trình hôm nay thì em cũng có món quà gửi tặng anh. Dạ, anh có thể đọc được không ạ? Duyên do trời định, nợ do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Thì cái bức tranh này của em á, thì nó còn thiếu một cái chữ trên đây. Không biết là anh Hưng thích chữ gì ạ? Thì em sẽ viết tặng anh tại đây luôn. Chữ anh mà em. Nếu mà trong trường hợp mà em viết á, thì chắc có lẽ là em mượn tạm lưng của anh được không? Dạ mời anh ngồi ghế. Anh Quyền Linh, em nhờ anh Quyền Linh cầm giùm em một màu được không? Rung quá. Rung cái gì mà. Rồi xây ra cho mọi người cùng xem với. Nè em. Tâm sự với nhau đi, chúng ta có 2 phút. Lúc nãy em anh có chia sẻ thì em có cảm nhận gì của anh không? Khi mà gặp nhìn thấy được anh Hưng rồi á, em có một cái nhìn thiện cảm với anh hơn. Hơn là lúc mà nãy nghe anh chia sẻ về mối tình của mình. Anh gọi anh. Xét về mặt ngoại hình thì
qua chia sẻ của em với ban biên tập á, thì ban biên tập đúng là đã tìm đúng về cái mặt ngoại hình, khí chất bên trong và cái tính cách của mình á, thì có lẽ là nếu mà như có cơ hội á sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Anh hiểu rồi đó. Tình cảm thì mình không thể ép buộc được, cũng giống như kiểu cái mối tình trước. Bỏ mối tình trước qua 2 phút và nói dự định hiện tại tương lai. Thì không biết là anh Hưng cảm nhận như thế nào về em ạ? Anh nghĩ em là người có cá tính. Em là có quan điểm lập trường của em rất là vững. Khi mà mình ra đời rất là nhiều cái cám dỗ cuộc sống. Mà nếu như mà em lập trường vững vậy thì nếu mà anh mà là chồng em thì anh cũng rất là yên tâm. Anh có cảm thấy e ngại về điều đó không? Cái đó là cái khó khăn của mình, nhưng mà cái khó khăn của mình thì sau này sẽ là cái lợi thế của mình. Sau này anh lấy em làm vợ thì em sẽ tiếp xúc người khác, thì người khác em sẽ có cái rào cản cũng để ngăn cho người khác có thể đến gần em hơn. Anh lại thích cái đó hơn nữa. Em cầm gấu lên trong áo gấu không? Hả? À, em xin phép đọc được không? Được. Chào cô bé, người mà 10 phút trước đây anh và em còn chưa biết gì về nhau. Nhân duyên và chương trình đã cho cơ hội để ta được gặp nhau. Anh không biết phải nói gì ngoài sự chân thành của anh dành cho em ngay lúc này. Đây là bức thư đầu tiên của anh, và anh hy vọng anh và em sẽ viết tiếp cùng nhau câu chuyện của hai chúng mình. Anh tuy không tuyệt vời như những chàng trai của ngôn tình, nhưng vì yêu em, anh sẽ làm cho em trở nên người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thân gửi em người lạ ơi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh nói anh không phải là một chàng trai của ngôn tình, nhưng mà khi đọc cái lá thư này, em cảm thấy anh là một chàng trai của ngôn tình. Không biết các bạn ở đây cảm thấy thế nào ạ? Chính xác. Rất đáng tuyệt. Nếu cảm thấy thật sự rung động mới bấm nha. Còn không thì chúng ta để cơ hội đó cho những người khác. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Mời bạn. À, tại sao bạn gái lại không bấm? Hồi nãy đến phút cuối em có bấm, nhưng mà không biết sao nó không có hoạt động. Nhưng mà em nghĩ chắc có lẽ đó cũng là cái duyên rồi. Với một điều nữa, tại vì em suy nghĩ rất là kỹ, em đang bị phân vân lắm, rồi em có bấm rất là chậm sau đó. Nếu bạn hối tiếc, chúng tôi sẽ cho bạn bấm lại. Không, em nghĩ là mọi việc đều như vậy rồi. Thôi thì đó là sự quyết định của bạn, và chúng tôi sẽ tôn trọng.